quý vị thân mến. Sau khi Mỹ thay chân Pháp, tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, lập nên chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam, chúng tiến hành tuyển quân với nhiều thủ đoạn, biện pháp cưỡng ép. Tưởng chừng đội ngũ sĩ quan quân đội Sài Gòn hồi đó được hưởng nhiều bổng lộc với sự hứa hẹn về cuộc sống hưởng thụ. Nhưng qua những tra thu hoạch trong trại cải huấn của viên chuẩn tướng Lý Tòng Bá, nhiều người mới tiết lộ nhiều nỗi niềm không riêng của ông ta những năm đó. Chuẩn tướng Việt Nam Cộng Hòa Lý Tòng Bá và những trang thu hoạch trong trại cải huấn sau ngày giải phóng. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trước sức mạnh tiến công của quân giải phóng mở đường cho đại thắng 30 tháng 4, chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 của quân đội Sài Gòn đã bị bắt tại Đồng Du, Củ Chi. Có nguồn dư luận cho rằng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, viên chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn Tia Chớp Nhiệt Đới, biệt danh của sư đoàn 25 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, đã cải trang thành một nhà thầu dân sự, xây dựng doanh trại để lẩn ra đường cái, bắt xe khách, trốn về Sài Gòn. Dù vậy, ông ta vẫn bị một nữ du kích Củ Chi bắt sống khi đang nép người dưới ruộng lúa. Thực hư thế nào, chúng ta cùng nghe lại chi tiết sự việc này qua lời kể của người nữ du kích năm xưa. Thời điểm giải phóng Sài Gòn, huyện đội Củ Chi yêu cầu đội nữ du kích Củ Chi chia thành hai đội. Đội 1 do đội trưởng Võ Thị Trong chỉ huy, tháp tùng trung đoàn đất thép tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đội 2 chia thành hai toán, thọc hai cánh vòng cung vào giải phóng huyện lỵ Củ Chi. Một toán do bà Năm Hường phối hợp với huyện đội, bà Năm Sương, lúc đó là chính trị viên đội nữ du kích, được lệnh chỉ huy một toán, tháp tùng lực lượng huyện đội Củ Chi và lực lượng bộ đội trung đoàn 48 thuộc sư 320 tiến đánh đầu não chỉ huy sư đoàn 25 Việt Nam Cộng Hòa tại căn cứ Đồng Dù rồi giải phóng thị xã. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, lực lượng trung đoàn 48 của ta đánh thốc vào sở chỉ huy của chuẩn tướng Lý Tòng Bá. Lý Tòng Bá lệnh cho thuộc hạ phản công quyết liệt. Tuy nhiên, đến trưa, không chịu nổi sức mạnh áp đảo của quân ta, Lý Tòng Bá cùng thuộc hạ bỏ chạy khỏi sở chỉ huy. Chiều 29 tháng 4, bà Năm Sương cùng đồng đội đã vào đến trung tâm huyện lỵ Củ Chi tiếp quản trụ sở hành chính của địch. Lúc này, địch đã tháo chạy, bỏ trụ sở trống không. Theo sự chỉ đạo từ trước, bà Năm Sương dùng xe jeep tịch thu của địch đi phát loa kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện chính quyền cách mạng tại rạp hát Củ Chi, nay là trụ sở công an huyện Củ Chi. Khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4, hàng trăm binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lục tục kéo vào rạp hát. Bà Năm Sương yêu cầu các sĩ quan ngồi riêng một bên và các hạ sĩ quan ngồi một bên. Lần lượt từng người tiến lên chiếc bàn giấy để bà ghi phiếu trình diện. Những hạ sĩ quan và binh sĩ được ghi phiếu trước, sĩ quan được ghi phiếu sau. Người cuối cùng có vẻ phốt pháp nhất khai nhận mình là chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25. Ghi phiếu trình diện xong, bà câu lưu những sĩ quan cấp tá tại rạp hát Củ Chi để đề phòng bất chắc. Sau đó bà đi vận động người dân trong hội mẹ chiến sĩ, lực lượng dân nguyện tiếp tế lương thực cho cách mạng, nấu cơm, đưa vào cho Lý Tòng Bá và các thuộc hạ ăn. Nhớ đến chi tiết này, bà Năm Sương cười. Có lẽ mấy ổng sợ tôi đầu độc nên không ai chịu ăn, mặc dù ai cũng có vẻ đói meo. Thấy vậy, tôi ăn mỗi món một chút để chứng minh thức ăn không có độc. Tôi còn nói, chính sách của chính quyền cách mạng là không đánh người ngã ngựa. Mấy ông cứ yên tâm ăn đi. Thấy tôi ăn, mấy ổng mới chịu ăn. Sau khi ăn xong, Lý Tòng Bá rụt rè hỏi. Thưa bà, liệu sĩ quan như tụi tôi có bị giết hay không? Bà Năm Sương nói. Nếu ai biết ăn năn hối cải sẽ được chúng tôi đối xử tốt. Lý Tòng Bá lại nói, thưa bà, chúng tôi là quân nhân chỉ biết cầm súng đánh giặc. Bà Năm Sương đối đáp ngay, anh bảo anh cầm súng đánh giặc, nhưng bây giờ anh đã biết giặc là ai chưa? Nếu chưa, tôi sẽ chỉ cho anh biết. Lý Tòng Bá trả lời, chưa. Bà Năm Sương nói tiếp, anh là sĩ quan cấp tướng mà không nhận biết được ai là giặc thì quá dở. Tôi chỉ cho anh biết nè, giặc là kẻ cầm súng đi xâm lược nước khác, giặc là kẻ hùa theo kẻ xâm lược bắn giết đồng bào mình. Lý Tòng Bá lặng người. Thấy vậy, thuộc cấp của Lý Tòng Bá khều y bảo, thôi, ông đuối lý rồi, xuống đây ngồi với tụi tôi. Lý Tòng Bá không biết nói gì thêm, trở về chỗ ngồi rồi im lặng suy nghĩ đến suốt buổi. Chiều hôm đó, bà Năm Sương trưng dụng xe quân sự vừa tịch thu của địch, chở hết số sĩ quan, chỉ huy sư đoàn 25 ngụy và căn cứ Đồng Dù, bàn giao cho Cục Chính trị Sư đoàn 320 của ta.
Trong thời gian bị giam giữ, Lý Tòng Bá đã có dịp trải lòng về quãng đời binh nghiệp của mình với hơn 10 trang viết tay trong bài Thu Hoạch ở trại cải huấn. Lý Tòng Bá sinh năm 1931. Khi còn trẻ, ông từng đi lính cho quân đội Pháp và được chính quyền thực dân cử đi đào tạo sĩ quan tại trường võ bị Đà Lạt. Tốt nghiệp khóa 3 trường võ bị vào thời điểm Mỹ thay chân Pháp ở Đông Dương, lập nên chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam, tiến hành chia cắt lâu dài Việt Nam, Lý Tòng Bá tiếp tục được Mỹ sử dụng và có nhiều thuận lợi trên con đường tiến thân. Chỉ huy trưởng chi đoàn thiết giáp M113, tỉnh trưởng tỉnh Bình Dương, tư lệnh sư đoàn bộ binh 23. Trước khi bị quân giải phóng bắt tại Sài Gòn, Lý Tòng Bá đang là tư lệnh sư đoàn 25 dù. Với những chức vụ quan trọng nắm giữ, Lý Tòng Bá từng tự hào là người chỉ huy đầu tiên của một chi đoàn thiết giáp của quân đội Sài Gòn. Thế nhưng niềm tự hào ấy lại gắn với thất bại của ông ta trong trận giao chiến với quân giải phóng trong trận ấp Bắc ngày 2 tháng 1 năm 63. Đó là trận đánh, ông Bá chỉ huy chi đoàn thiết giáp gồm 13 xe M113 phối hợp với bộ binh sư đoàn 7 của quân đội Sài Gòn tiến đánh quân giải phóng với kết cục thảm bại khi hơn 100 binh lính quân đội Sài Gòn đã bị thương vong. Thất bại trong trận ấp Bắc tại thời điểm ấy đã làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, gây nên một luồng dư luận rung chuyển báo giới. Đại tá Đinh Tiến, nguyên cán bộ Cục Địch vận, Tổng cục Chính trị kể lại, thời gian tiếp xúc với Lý Tòng Bá ở trại cải huấn miền Nam, ông ta đã thổ lộ nhiều nỗi niềm của mình, thậm chí cả những nỗi niềm mà tới khi bị bắt, Bá vẫn cảm thấy rất uất hận và khó nguôi ngoai. Ông ta thường ca thán về các viên thượng cấp của mình, những kẻ ăn không ngồi rồi và chỉ đăm đăm vào chuyện hưởng thụ, ăn chơi tối ngày, để mặc những viên chỉ huy như ông ta sống chết nơi hòn tên mũi đạn. Lý Tòng Bá kể rằng, khi đang là tư lệnh sư đoàn 23 thuộc quân đoàn 3, ông ta được viên sĩ quan gốc binh chủng thiết giáp trước đây, lúc đó là tư lệnh quân đoàn Nguyễn Văn Toàn, mời đến nhà riêng để bàn bạc về kế hoạch sử dụng xe thiết giáp ở những vùng nghi là có quân giải phóng. Biết tên này vốn nổi tiếng ăn chơi lại có tính hay quên, nhưng được mời từ trước để giữ phép lịch sự và kính trọng cấp trên nên Lý Tòng Bá vẫn quyết định đến gặp viên thượng cấp của mình. Đúng như dự đoán, khi Bá đến là lúc Toàn đang ăn chơi nhậu nhẹt tại Tư Dinh cùng các cô gái trẻ. Một tên lính thấy Bá đã ra ngăn ông ta khỏi phiền đến tư lệnh quân đoàn để tránh gặp rắc rối. Sau khi nghe Bá trình bày lý do bàn chuyện công vụ, tên lính liền vào gọi chủ tướng của mình. Nghe tin có Bá đến, Toàn cũng chịu gặp mặt, nhưng bước ra với một dáng vẻ mệt mỏi, mặt thì đỏ gay vì rượu. Toàn chia tay ra chào với dáng vẻ khất khưởng của người đã say mềm, ậm ừ những gì thuộc cấp thừa bẩm rồi thản nhiên gieo mình xuống ghế, làm một giấc ngon lành ngay trước mặt khách. Hôm đó Lý Tòng Bá đành lủi thủi ra về, hậm hực trong lòng mà chẳng dám hé răng điều tiếng về cách cư xử của viên tể tướng cao nguyên. Ở một dịp khác, Lý Tòng Bá lại có cơ hội được chứng kiến sự đối đãi ấn tượng của viên thượng cấp. Khi một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 23 của Bá bị quân giải phóng đánh thiệt hại nặng và phải bỏ chạy. Biết tính trịch thượng thích dương oai của tên tư lệnh, Bá đã vội xuống chỉ đạo đám đàn em đưa ngay một tiểu đoàn khác thay thế. Quả nhiên, vài chục phút sau, Nguyễn Văn Toàn đã đáp trực thăng xuống và sẵn giọng với Bá. Phải bắn bỏ bọn chỉ huy đã để lính đào nhiệm và đưa ngay đám lính bỏ chạy lên máy bay, ném chúng xuống địa điểm cũ. Nếu cần thì dùng pháo bắn chặn phía sau. Vừa dứt lời, Toàn đích thân ra lệnh cho các khẩu vua chiến trường gầm lên, bắn chặn phía sau cái tiểu đoàn vừa được Bá ra lệnh thay thế. Trong quá trình học tập ở trại cải huấn, Lý Tòng Bá đã lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc quân đội Sài Gòn có thể duy trì được một lực lượng đông đảo để chống lại quân giải phóng khi được yêu cầu phân tích. Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã không ngại tung mọi phương tiện kể cả những khoản ngân sách khổng lồ để tuyên truyền, đả phá cách mạng, gây hiểu nhầm, mâu thuẫn, đồng thời khuyến dụ, lôi kéo người dân dưới mọi hình thức. Thực tế, người dân miền Nam đã có những sự hiểu nhầm nhiều hơn là những hiểu biết cụ thể về cách mạng và về quân giải phóng. Con đường tiến thân thuận lợi đã giúp Bá hiểu rõ biện pháp mà chính quyền Sài Gòn từng lôi kéo, cưỡng bức thanh niên đi lính. Chính quyền Sài Gòn đã giúp lớp thanh niên miền Nam lựa chọn con đường lập nghiệp khi họ còn đang phân vân giữa hai con đường là đi theo cách mạng hay đi lính quân dịch. Việc phục vụ quân đội Sài Gòn khi đó là một mộng tiến thân mà chúng đã gieo rắc trong suy nghĩ của họ. Lý Tòng Bá cũng đã quá quen với những cách kiếm tiền của các nhóm sĩ quan vai vế, trong đó có những viên tướng từng được mệnh danh là vua quế, vua gỗ hoặc vua gái, vua tiền. Ông ta cho biết các tư lệnh sư đoàn như ông ta được dư giả vì hàng tháng vẫn được Bộ Tổng Tham mưu cấp cho một khoản tiền kha khá, gọi là chi phí hành quân.
Số tiền ấy thực chất là cho không để các chỉ huy sư đoàn tùy ý sử dụng. Tưởng rằng cuộc sống những người như ông ta được yên ổn khi được đối đãi hậu hĩnh như vậy, nhưng các viên chỉ huy quân đoàn lại tìm cách phiền nhiễu các viên tư lệnh sư đoàn để họ bỏ tiền túi cho chúng bằng cách gây áp lực, đốc thúc họ phải đánh thật hăng nếu không muốn bị thu hồi cái khoản gọi là chi phí hành quân kia. Với kiểu kiếm tiền dùng quyền lực để ép người ấy, khi còn đương chức tỉnh trưởng Bình Dương, bà cũng thường được thăm hỏi theo cách tương tự. Thỉnh thoảng, bá cùng viên tỉnh trưởng khác lại phải làm một tờ trình xin thuyên chuyển hoặc cách chức một số quận trưởng đương nhiệm. Kèm theo đó là một danh sách quận trưởng mới do trên đưa xuống. Ông ta tức nghẹn kể lại rằng, ngay cả khi đang đảm nhiệm chức tư lệnh sư đoàn dù 25, tư lệnh quân đoàn Phạm Quốc Thuần thấy sư đoàn tôi không được hung hăng như các sư đoàn khác, ông ta đã cho gọi tôi tới bản doanh nhắc nhở. Sau một thời gian, tôi đã hiểu ra và tìm đến phòng riêng của tư lệnh, không quên mang theo khoản tiền 100.000 gọi là xung quỹ quân đoàn, cùng với lời hứa sẽ chỉ huy quân sĩ làm vừa lòng cấp trên. Mâu thuẫn nội bộ xảy ra liên tục không chỉ trong số sĩ quan chóp bu, mà chính binh sĩ các đơn vị cũng thường xuyên xảy ra những hoạt động binh biến, chống đối, thậm chí tự hủy hoại thân thể để loại ngũ. Ông ta cho biết, bình quân hàng tháng, mỗi sư đoàn xảy ra khoảng 10 trường hợp chống đối như vậy. Từ thời điểm năm 1968 trở đi, các đơn vị chủ lực xảy ra hiện tượng chống đối tiêu cực nhiều hơn, trong đó xuất hiện tình trạng hành quân không đi đến mục tiêu ấn định, né tránh các vùng nghi ngờ có quân giải phóng, báo cáo sai, bịa đặt những kết quả, những tin tức giả mạo để đánh lạc hướng cấp chỉ huy trực tiếp. Càng về sau, hiện tượng báo cáo khống thành tích trở thành tệ nạn, lan tràn trong khi cách mạng đang rất thuận lợi tiến hành hoạt động binh vận và địch vận như những đợt sóng ngầm len lỏi vào các đơn vị. Tình trạng mất đồn hoặc bị móc nối bỏ đơn vị theo cách mạng thường xuyên xảy ra. Chính ông ta từng chứng kiến hoạt động binh vận của quân giải phóng tác động vào bộ chỉ huy của một trung đoàn thiết giáp ở Gò Dầu, Bình Dương vào cuối năm 1965. Tại đây, quân giải phóng đã thành công khi vô hiệu hóa bộ chỉ huy trung đoàn trong gần 3 tháng và tạo nên tinh thần hoang mang cho phần lớn các quân sĩ các cấp. Lý Tòng Bá cũng nằm trong số đông các viên sĩ quan binh chủng không có thiện cảm với chủ trương đào tạo sĩ quan chiến tranh chính trị của quân đội Sài Gòn. Ông ta rất phê phán và tỏ ý bất bình về điều đó trong bài thu hoạch ở trại cải huấn như sau. Mục đích đặt ra của tổ chức chiến tranh chính trị của quân đội Sài Gòn là theo dõi, kiểm soát, phác họa đường lối và lý luận căn bản để chống lại quân giải phóng. Nhìn thoáng qua có vẻ rất đồ sộ với đầy đủ phương tiện và cơ sở vật chất, nhưng đó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngoài theo kiểu đầu voi đuôi chuột mà thôi. Theo lời lý giải đầy chán ngán của viên tướng vốn xuất thân từ lính xe tăng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chiến tranh chính trị của quân đội Sài Gòn rất rườm rà. Nào cán bộ chiến tranh tâm lý, nào dân sự vụ, văn nghệ. Nhưng các phòng ban hoạt động chồng chéo, dẫm chân lên nhau chứ không thực sự mang lại hiệu quả. Ông ta ngán ngẩm kể, thường hễ cứ nghe nói đến bộ máy chiến tranh chính trị, tới cán bộ chiến tranh chính trị là chỉ nghe nói đến nhậu nhẹt ca hát chứ không có gì khác. Ông ta cho rằng một mặt nào đấy bộ máy ấy cũng có những điểm nổi bật với khá đông cán bộ, nhân viên cùng đầy đủ phương tiện tối tân, nhất là việc sử dụng phát thanh và truyền hình để tuyên truyền, bôi nhọ đối phương, nhưng phổ biến vẫn là tình trạng trì trệ của bộ máy chiến tranh chính trị. Nếu những giải bày trong bài thu hoạch của Lý Tòng Bá là thực lòng, thì rõ ràng nội bộ đội ngũ sĩ quan quân đội Sài Gòn đã tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn và trực chờ bùng phát bất cứ khi nào. Đó hẳn cũng là nguyên nhân khiến Lý Tòng Bá sau này, khi đã trở thành viên tướng tù binh trong trại cải huấn, vẫn căm hận những tên thượng cấp chỉ biết hưởng thụ rồi cao chạy xa bay, để những tên tiểu tốt như Bá phải giơ đầu chịu báng khi còn đương chức và chậm chân ở lại ôm mối hận cũ khi thời huy hoàng đến hồi thoái trào.